Bài mở đầu. Ở tiểu học, các em đã được làm quen với kiến thức địa lý. Bắt đầu từ lớp 6, địa lý sẽ là một môn học riêng trong nhà trường phổ thông. Môn địa lý giúp các em có những hiểu biết về trái đất, môi trường sống của chúng ta, biết và giải thích được vì sao trên bề mặt trái đất, mỗi miền đều có những phong cảnh, những đặc điểm tự nhiên riêng, và ngay cả con người sinh sống ở các miền ấy cũng có những cách làm ăn, sinh hoạt riêng. Việc học tập địa lý cũng sẽ giúp các em hiểu được thiên nhiên và cách thức sản xuất của con người ở địa phương mình, đất nước mình. Môn địa lý gắn liền với thiên nhiên, với đất nước và đời sống của con người, nên việc học tốt môn địa lý trong nhà trường sẽ giúp các em mở rộng những hiểu biết về các hiện tượng địa lý xảy ra ở xung quanh, thêm yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước. 1. Nội dung của môn địa lý ở lớp 6. Trái đất, môi trường sống của con người với các đặc điểm riêng về vị trí trong vũ trụ, hình dáng, kích thước và những vận động của nó đã sinh ra trên trái đất vô số hiện tượng thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những hiện tượng gì? Để giải đáp được những câu hỏi đó, các em có thể tìm trong nội dung của môn địa lý ở lớp 6. Môn địa lý ở lớp 6 còn đề cập đến các thành phần tự nhiên cấu tạo nên trái đất, đó là đất, đá, không khí, nước, sinh vật cùng những đặc điểm riêng của chúng. Nội dung về bản đồ là một phần của chương trình môn học, giúp các em có những kiến thức ban đầu về bản đồ và phương pháp sử dụng chúng trong học tập và trong cuộc sống. Môn địa lý ở lớp 6 không chỉ nhằm cung cấp kiến thức mà còn chú ý đến việc hình thành và rèn luyện cho các em những kỹ năng về bản đồ, kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề cụ thể, vân vân. Đó là những kỹ năng cơ bản rất cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu địa lý. Ngoài ra, chúng còn làm cho vốn hiểu biết của các em trong thời đại hiện nay thêm phong phú. 2. Cần học môn địa lý như thế nào? Sự vật và hiện tượng địa lý không phải lúc nào cũng xảy ra trước mắt chúng ta. Vì vậy, học địa lý, nhiều khi các em phải quan sát chúng trên tranh ảnh, hình vẽ và nhất là trên bản đồ. Kiến thức trong cuốn sách giáo khoa địa lý 6 này được trình bày bằng cả hai kênh, kênh chữ và kênh hình. Do đó, các em phải biết quan sát và khai thác kiến thức ở cả kênh hình, hình vẽ, tranh ảnh, sơ đồ, bản đồ, vân vân để trả lời các câu hỏi, hoàn thành các bài tập. Như vậy, các em không chỉ có được kiến thức mà còn rèn luyện được cả kỹ năng địa lý, đặc biệt là các kỹ năng quan sát, phân tích và xử lý thông tin. Để học tốt môn địa lý, các em còn phải biết liên hệ những điều đã học với thực tế, quan sát những sự vật và hiện tượng địa lý xảy ra ở xung quanh mình để tìm cách giải thích chúng. Câu hỏi và bài tập. 1. Môn địa lý ở lớp 6 giúp các em hiểu biết được những vấn đề gì? 2. Để học tốt môn địa lý ở lớp 6, các em cần phải học như thế nào?